Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel, và mình rất là vinh dự khi mà lâu rồi không được quay trở lại trên hết channel đấy. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở Tiger Toys, một cái cửa hàng đồ chơi rất là khủng, chuẩn bị khai trương đấy. Mình có vé mời ở đây, và trong cái cửa hàng này thì sẽ có những cái món gọi là figure, nghĩa là những cái bức tượng của những cái nhân vật nổi tiếng, ví dụ như Iron Man hay là Batman, có trị giá lên tới hàng ngàn đô. Đấy thì các bạn thấy là rất là nhiều các bạn trẻ, gọi là thanh niên Sài Gòn đang đứng đây xếp hàng để được vào xem. Thế thì bọn mình sẽ vào thôi, có vé mời chắc là sẽ không cần xếp hàng. Ok, let's go. Wow, bây giờ bọn mình đã ở bên trong của cái cửa hàng Tiger Toys này rồi, thì các bạn có thể thấy đều là những cái bức statue cực kỳ khủng. Đây, các bạn hãy nhìn đi. Wow, đang quay búa phải không? Rất là tiếc mà không được chạm vào, không được sờ vào. Nên là phải bỏ ra mấy nghìn đô mới được sờ vào đấy các bạn. Đấy thì ở trong cái cửa hàng Tiger Toy này thì nó có rất là nhiều tầng. Ở trong cái khu vực này thì là trưng bày những cái bức tượng của bên gọi là XM Studio. Đây là một cái bên studio nổi tiếng trên thế giới về làm những cái bức tượng như thế này. Đấy thì các bạn Google thì các bạn sẽ biết thêm cái thông tin về cái bên XM Studio này. Đấy thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xem qua một số những bức tượng gọi là khủng bố ở đây. Đấy. Đây là Doctor Strange. Các bạn hãy nhìn cái độ chi tiết của nó. Cái mặt nhìn căng cứ như là đang đánh nhau với Thanos đấy các bạn ạ, căng quá. Cái bức này thì là tỷ lệ là 1/4, nghĩa là bằng 1/4 kích thước thật. Còn đây là ai ta không biết, nhìn mà nhìn ngầu quá. Cái này hình như là dùng đây Namor các bạn ạ. Đấy, mình thì mình chỉ biết Aquaman thôi, còn thế nhưng mà từ để tìm mới thấy có Aquaman không. Ui cái độ chi tiết của nó. Con Optimus Prime này ở ngoài đời thì nó khổng lồ mà, cho nên là 1/10, nhưng mà nó to hơn hẳn con 1/4 bạn ấy. Đấy. Đây có một phiên bản Batman lạ quá, Batman Shogun. Mình không biết Batman này. Batman Shogun. Đây. Wow, con này cái chất lượng độ chi tiết của nó kinh khủng quá các bạn ơi. Mình phải hỏi ngay cái giá của cái này mới được. Thì con này là bắt đầu cho đặt cọc từ năm 2018. Nhưng mà khả năng là phải đến cuối năm 2020 thì họ mới ship con này. Thì con này là nếu như bây giờ em mua ngay ở đây thì em trả trước 30%. Sau đấy rồi là mình trả góp tiếp các số còn lại, chia nhỏ ra đến khi nào nhận được thì thôi cũng ok. Thì nó sẽ hợp lý hơn, còn nếu như trả ngay thì hơi khó. Nghĩa là những cái bức tượng ở đây các bạn ạ đều là phải pre-order, và pre-order thì cái lúc mà các bạn pre-order xong thì người ta mới bắt đầu người ta làm. Đấy thì cái thời gian mà từ cái lúc các bạn đặt cọc tiền cho đến cái lúc bạn nhận được ấy, nó có thể tính tới 3 năm trời luôn. Nói chung là mình thấy là để mà có thể chơi được cái bộ môn này ấy, thì các bạn cần phải có cả tiền lẫn cái sự kiên nhẫn để các bạn có thể chờ đợi được đến 1-2 năm trời các bạn mới được nhận được hàng. Nhưng mà các bạn hãy thử tưởng tượng xem phong cách nhà các bạn mà có một con này để vào thì nó cứ gọi là đẳng cấp cho cả bố và con. Các bạn hãy nhìn cái độ chi tiết này, cái răng của nó còn trắng hơn cái răng mình, mà lại còn có cả cái giống như kiểu nước bọt ấy, cái mà bóng bóng ấy, như kiểu là đây là một nhân vật thật vậy, rất là kinh không? Bảo sao mà giá lên đến 10 mấy triệu, 20 triệu một con. Deadpool cái mặt của nó có cả mấy cái nốt bị ung thư da ấy đấy, lõm cả vào mà trông như kiểu là một vết thương thật ấy, rất là đỉnh các bạn. Bảo sao mà người ta có thể bán được với mức giá 20 triệu một con. Thì ban nãy mình nói chuyện với lại anh founder của XM Studio, thì mình tóm tắt lại một xíu để cho nó ngắn gọn. Thì anh ấy có chia sẻ là cái sự khác biệt về mức giá thì thường là nó sẽ là đến từ những cái độ chi tiết của bức tượng, cũng như là cái kích thước. Kích thước càng lớn thì cái chi tiết người ta phải làm là càng nhiều. Ví dụ như đây các bạn có thể thấy là bạn này là một bạn mà kiểu kích thước rất là lớn, thì kích thước lớn thì họ lại cần phải làm nhiều những cái chi tiết nhỏ xíu ở dưới này nữa. Những cái con như này thì mức giá toàn tầm 40-50 triệu trở lên thôi. Và bạn anh ấy cũng có chia sẻ thêm một điều nữa cũng khá là hay, đấy là bên XM Studio này ấy, thì họ không hay làm việc với lại mấy bên làm manga, ví dụ kiểu One Piece các thứ, bởi vì là mấy cái họa sĩ ở bên Nhật Bản ấy thì họ khó làm việc cùng, kiểu như là họ bắt là phải làm giống hệt truyện tranh. Còn ở đây các bạn có thể thấy là sự sáng tạo là có rất là nhiều. Ví dụ như kiểu là cái cảnh này thì nó sẽ không xuất hiện ở trong phim, nhưng mà họ sẽ thay đổi cái dáng đi, hay là thay đổi cái dáng cầm súng, cái dáng hay là cái bệ này, nó cũng sẽ là cái sự sáng tạo của bên XM Studio này. Đấy thì đấy là lý do vì sao mà ở đây thì mình chỉ thấy trưng bày những cái sản phẩm của bên Mỹ là chính, còn không thấy có những cái sản phẩm tượng của manga như kiểu là One Piece hay là Naruto này nọ kiểu đấy. Chị ơi cho em hỏi là giá của Optimus Prime bản 1/10 này là như nào chị? Giờ muốn mua cũng không có, em muốn mua cũng không có, bán hết rồi. Thế em order cũng không được ạ? Không, hết luôn rồi. Hết nó luôn. Sẽ có là Bumblebee,
Subway cũng trong Transformer, nhưng mà cái phiên bản này đã bán hết rồi. Những cái phiên bản khác thì cái giá nó tầm khoảng chừng 20 mấy đến 40 mấy triệu. Thế này các bạn cứ đến đây, mình nghĩ là các bạn cứ đến đây xong các bạn trả giá cứ khoảng 200 triệu chắc là chị bán đấy. Tỷ không bán được. Ôi trời ơi, tỷ không tỷ bán. Tại vì Hasbro nó control trên số lượng. Và một khi nó để một sản phẩm ở đây thì nó tuyệt đối không cho bán. Bán xong chị dẹp tiệm luôn hay sao. Thì cái giá của nó là khoảng chừng cỡ 38 triệu. Tất cả những sản phẩm Transformer này nó đều có đi theo một chiếc xe cả. Tặng thêm một cái xe ô tô qua đây. Bây giờ một người đi mua xe mô tô tặng con này. Nha. Ai muốn mua xe mô tô thì mua mua một xe tải luôn xe. Xong rồi tặng thêm con này. Ok. Hợp lý các bạn. Hôm nay chúng ta đã tham quan rất là nhiều những món đồ chơi gọi là hàng khủng. Đến đây thì mình mới biết là những cái bạn rich kid mà kiểu như mặc bộ quần áo 20 triệu, 30 triệu là mình thấy quá là điều bình thường. Khi mà có những con gấu 200 triệu hay là có những cái bộ đồ chơi giá 400-500 triệu, thì đấy mới là những rich kid thực sự. Và mình nghĩ là xem xong video này thì mình và mình nghĩ là sau khi mà tham quan ở đây xong thì về mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và đi làm để sau này con mình thì hy vọng là có đủ tiền để mua được đây một con Iron Man nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này đấy, cho nó bằng bạn bằng bè. Ok, đến đây thì xin phép được nói lời chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại những video lần sau của S Channel.